RICE, phương pháp RICE là từ viết tắt của 4 bước sơ cứu tức thời khi gặp chấn thương thể thao bao gồm press, nghỉ ngơi, ice, chườm đá, compression, băng ép và elevation, kê cao vị trí chấn thương. Press, nghỉ ngơi. Sau khi chấn thương, bạn nên hạn chế vận động ở vùng bị thương. Bạn cần tạm ngừng những hoạt động thể thao, đồng thời giảm tối đa thời gian đi lại, vận động để xương khớp được nghỉ ngơi hoàn toàn, cơ thể có thời gian phục hồi. Nếu bị chấn thương ở chân, khi cần đi lại, bạn nên sử dụng nặng hay gậy để chống đỡ bớt phần nào trọng lượng cơ thể lên chân. Ai chườm lạnh, chườm đá giúp kiểm soát tình trạng sưng và viêm, đồng thời giúp giảm đau rất nhiều. Việc chườm lạnh 2-3 giờ, lần, mỗi lần 15-30 phút trong vòng 72 giờ xảy ra chấn thương có thể giúp giảm đau hiệu quả. Bạn có thể sử dụng nước đá hay đá chưa tan đập nhỏ rồi đặt vào trong chiếc khăn bông ẩm hoặc túi chườm, tránh để đá lạnh tiếp xúc trực tiếp vùng da bị tổn thương. Compression, băng ép, băng bó, ép chặt vùng chấn thương giúp hạn chế sưng và trì hoãn việc điều trị trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, không nên băng bó quá chặt, việc này có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng của chấn thương. Elevation, kê cao vị trí chấn thương. Bạn nên nâng cao khu vực tổn thương ở trên tim, đặc biệt là vào ban đêm. Ví dụ, nếu tổn thương ở chân, bạn nên kê cao chân ở tư thế nằm. Ngoài 4 nguyên tắc chăm sóc chấn thương phần mềm RICE, người bệnh có thể sử dụng thêm thuốc giảm đau không kê toa như paracetamol hay ibuprofen. Bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc nhằm hạn chế tối đa tác dụng phụ của thuốc.